Sushi. Trong thế giới của các món sushi, thành phần nguyên liệu tươi sống dùng để phủ lên nắm cơm trong món sushi được gọi là Netta. Hầu như tất cả Netta đều là hải sản với đủ chủng loại, từ cá thịt đỏ đến cá thịt trắng và cả những con tôm biển đỏ ao. Điều quan trọng nhất là nguồn nguyên liệu này phải tươi sống. Đối với người Nhật, miếng sushi đẹp, thẩm mỹ khi phần Netta phủ kín phía trên cơm sari. Cơm khi nấu chín và để yên trong nồi khoảng 15 phút, sau đó đổ ra một cái chậu to gọi là handai. Trước đó, trong lúc chờ cơm chín, người ta đã pha nước giấm chung với đường, muối vào một cái bát riêng, rồi chậm chậm rưới toàn bộ hỗn hợp giấm đã pha lên trên mặt cơm. Người thợ lập tức dùng vá gỗ hay còn được gọi là samuji, trộn cơm và giấm đều vào với nhau. Cẩn thận không dùng samuji ấn mạnh vào cơm, khiến hạt cơm nát vụn. Sau đó dùng quạt giấy Uchiwa quạt nhanh tay và liên tục để cơm mau khô, đồng thời giúp hạt cơm được bóng bẩy đẹp mắt. Sari đạt chất lượng khi từng hạt cơm vẫn còn nguyên vẹn, có độ bóng, kết dính, vị đậm đà. Cơm sari ngon sẽ tạo nên hương vị khác hẳn cho món sushi. Một miếng sushi ngon đạt tiêu chuẩn phải đáp ứng các điều kiện. Netta tươi sống, cơm sari còn nguyên hạt và thao tác kỹ thuật tinh tế của người thợ. Để tạo ra những món sushi ngon, người thợ làm sushi phải có một đôi tay khéo léo và cả một trí tưởng tượng phong phú để tạo ra một miếng sushi hấp dẫn nhất mà khi nhìn vào, thực khách chỉ muốn thưởng thức ngay thôi. Vì vậy mà những người thợ làm sushi Nhật Bản được đánh giá ngang tầm với các bậc nghệ nhân so với các lĩnh vực khác. Đây là kỹ thuật để làm món sushi. Hai bàn tay của người nghệ nhân sushi thường rất linh hoạt. Ở phía bên tay trái của anh ta sẽ giữ phần Netta, trong khi phía tay phải thì liên tục vò những hạt cơm thành miếng sari. Sau đó anh ấy nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải quệt một miếng wasabi vào bên mặt trong của phần Netta, rồi mới đặt phần cơm sari vào trong. Giờ đây, hai tay của anh ta sẽ vo và nắn để phần cơm và miếng hải sản kết chặt vào nhau. Và phần cơm sari luôn nằm gọn bên dưới phần hải sản Netta. Sự ra đời của nhiều dạng sushi khác nhau trên khắp thế giới ngày nay đã tạo nên văn hóa sushi. Nhìn chung tất cả đều mang ảnh hưởng từ cách làm sushi truyền thống Nhật Bản. Để món ăn truyền thống luôn hấp dẫn, người thợ làm sushi Nhật Bản đã và đang nỗ lực tìm kiếm nhiều hương vị mới cho món ăn. Ngày xưa, người ta tạo ra loại sushi này dành làm nguồn thực phẩm bảo quản được lâu bằng cách cho lên men. Thời điểm đó, người ta chỉ ăn cá không kèm thêm phụ liệu khác. Cơm chỉ được dùng làm chất xúc tác giúp cá lên men. Cá sau khi ướp muối sẽ được xếp từng lớp vào cơm để cho lên men. Thời gian lên men là nửa năm đến 2 năm. Cá được rút ruột làm sạch, ủ trong cơm để sự lên men tự nhiên của cơm giúp bảo quản cá. Sau thời gian dài ủ trong thùng chờ lên men, người ta sẽ lấy cá ra và có thể dùng được. Loại sushi này chỉ dùng cá và cơm phải bỏ đi. Vào thời kỳ đó vẫn chưa có nhiều kỹ thuật bảo quản cá. Vì vậy, cách làm sushi bằng phương pháp cho cá lên men trong cơm như thế này được duy trì. Thế kỷ 17, giai đoạn đầu của thời kỳ Edo, được xem là thời kỳ phát triển mạnh nhất của văn hóa ẩm thực sushi. Tướng quân Tokugawa Ieyasu, người có sức chi phối rất lớn trong xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, đã chủ trương khẩn hoang mở rộng vùng đất Edo, ngày nay là thủ đô Tokyo. Nhờ chính sách đó, chỉ một thời gian sau, Edo phát triển rất nhanh chóng và trở nên thịnh vượng. Không phải khai khẩn đất hoang mà người Nhật thực hiện phương pháp lấn biển để tạo ra đường xá, thiết lập hệ thống thủy lợi, đê điều. Khi cơ sở hạ tầng đã dần hoàn tất, rất nhiều người từ các nơi khác của nước Nhật đã tụ tập về đây. Dân số Edo tăng lên nhanh chóng, trong đó phần lớn là võ sĩ samurai và thương nhân. Để đáp ứng nhu cầu ăn uống của những đối tượng này, vào đầu thế kỷ 19, rất nhiều quán ăn và quầy hàng bán sushi lưu động được hình thành tại Edo. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của người dân Edo đã tạo nên sự phong phú trong ẩm thực, đặc biệt là đối với món sushi. Từ một loại sushi đơn giản, người ta đã phát triển và đa dạng hóa chúng thông qua nhiều cách chế biến cầu kỳ hơn. Ngày nay, loại sushi được ưa chuộng nhất chính là sushi cá thu hoặc sushi cá ngừ. Cá thu và cá ngừ sau khi được thái mỏng sẽ được dần sơ qua với nước sôi rồi tiếp tục được ướp với nước tương. Sau công đoạn ướp gia vị, cá thu và cá ngừ giờ đây được gọi là zuke. Zuke sau đó được đặt lên cơm nắm trộn giấm và trở thành một món sushi cá thu và cá ngừ thật ngon. Công đoạn chế biến cá thu và cá ngừ như thế này nhằm làm giảm mùi tanh của cá sống, nhưng đồng thời vẫn còn giữ nguyên vị ngọt và độ giòn của loài hải sản quý giá này. Sushi ra đời cách đây 2.000 năm ở vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, chính người Nhật đã phát triển món ăn này và biến nó thành của họ. Ngày nay, sushi trở thành văn hóa ẩm thực của thế giới, mở ra một trang mới trong lịch sử tồn tại của món ăn độc đáo này.
絡みつくのは何劣等感、それとも不調和な日々に芽生えた違和感、空虚な空気がつけばほらうつむいて、一人ぼっちになってたいつかの帰り道、特別なことではないさ、それぞれ悲しみを